Xin chào các bạn. Ngày Tết luôn là dịp lễ nghỉ quan trọng nhất của bất cứ quốc gia, bất cứ dân tộc nào. Dù là Tết Dương, Tết Âm hay Tết theo truyền thống thì cũng đều là Tết. Và đi kèm trong mỗi dịp Tết đó sẽ là những truyền thống văn hóa đặc biệt không lẫn vào đâu được. Mỗi đất nước, mỗi dân tộc hay mỗi cộng đồng lại có cho mình những truyền thống riêng, có những điều vô cùng độc dị. Nhưng chỉ khi thực hiện điều đó, họ mới an tâm đón năm mới với hy vọng về những điều hanh thông và may mắn. Ngâm mình trong nước lạnh ở Đông Âu, ngâm mình trong hồ nước phủ đầy băng tuyết với một nhánh cây trên tay là một phong tục năm mới của người dân ở một số nước Đông Âu. Sau khi đắm mình trong làn nước lạnh, họ sẽ thưởng thức những ly rượu vodka để làm ấm lại cơ thể. Một số khu vực ở Siberia còn trồng cây dưới nước. Họ cắt một lỗ trên lớp băng phủ ở trên hồ Baikal, sau đó đem theo một cái cây rồi lặn xuống đáy hồ và trồng nó. Tuy nhiên, phong tục này chỉ dành cho những thợ lặn chuyên nghiệp vì hồ Baikal rất sâu. Người ta tin rằng ngâm mình dưới nước là thử thách đo sức chịu đựng, sự rắn giỏi và sức đề kháng của mọi người trước khi bắt đầu một năm mới. Ở Việt Nam mà bà thực hiện thử thách này thì quả là không tưởng, vì cái lạnh của chúng ta khác với phương Tây khá nhiều. Thật khó để thả mình vào làn nước lạnh buốt ở nhiệt độ khoảng 10 độ C. Khốc liệt không kém là phong tục đánh nhau để xóa bỏ hiềm khích ở Peru. Để chuẩn bị đón chào năm mới, người dân Peru thường tổ chức lễ hội đánh nhau vào cuối tháng 12. Đây là một phong tục đã có từ lâu ở quốc gia này và là dịp để nhiều người giải tỏa bức xúc mà họ phải kìm nén với hàng xóm trong suốt năm qua. Phong tục này thường xuất hiện tại làng Chumbinca. Theo đó, người dân sẽ chào đón năm mới bằng cách mắng chửi và đánh nhau dưới sự chứng kiến của chính quyền để đảm bảo không có ai bị thương khi một ai đó có hành động quá khích. Họ tin rằng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay là một cách để xóa bỏ hiềm khích trong năm cũ, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong năm mới. Mặc dù mang hơi hướng bạo lực, phong tục này luôn kết thúc trong sự hân hoan thân mật và đoàn kết giữa mọi người để cầu chúc cho một năm mới bình an. Phong tục này kể ra cũng lạ, giải tỏa được hiềm khích năm cũ rồi, nhưng sang năm mới lại là hiềm khích mới. Và cuối cùng đến Tết lại đánh nhau để giải tỏa tiếp. Cũng ác liệt không kém là tục lệ đập vỡ đĩa ở Đan Mạch. Vào lúc giao thừa, người dân Đan Mạch sẽ ném bỏ những chiếc đĩa cũ kỹ, sứt mẻ trong tủ chén của mình vào cửa nhà hàng xóm hay nhà người bạn bè của mình. Nhiều người tin rằng đây là cách làm giúp xua đuổi vận đen. Vào sáng mùng 1, ngoài cửa có càng nhiều đĩa vỡ thì gia chủ càng có nhiều vận may trong năm mới. Tức là ngay mùng 1 mà càng hoang tàn thì càng tốt. Về khoản ném đồ thì Đan Mạch cũng giống với Nam Phi. Vào khoảnh khắc giao thừa ở Nam Phi, người người, nhà nhà ở nước này sẽ cùng nhau ném đồ đạc và vật dụng cũ ra ngoài. Họ quan niệm rằng những món đồ cũ giống như những điều xui xẻo, không thuận lợi cũng như nỗi buồn. Vứt hết chúng đi sẽ bỏ đi những điều không may mắn trong năm cũ và bắt đầu một khởi đầu mới. Italia cũng rất thích ném đồ. Vào lúc giao thừa, người Italia có phong tục ném đồ sành sứ cũ, thậm chí cả đồ dùng khác ra khỏi cửa sổ. Người ở đây quan niệm, hành động đó tượng trưng cho việc buông bỏ năm cũ, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Tất cả các cửa trong nhà thường được mở rộng trong ngày đầu tiên của năm mới để đuổi khí độc và đón khí lành. Người Italia cũng tin rằng mặc đồ lót màu đỏ vào đêm năm mới sẽ đem đến cho họ tình yêu, sự thịnh vượng và vận may. Cũng là một hành động kiểu phá phách khác, đó là đốt. Đốt đồ cũng rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Vấn đề là đốt cái gì? Ví dụ như ở Ecuador, đó là đốt bù nhìn hay là búp bê. Người dân Ecuador thường đốt những con bù nhìn rơm hoặc búp bê làm bằng giấy vào đêm giao thừa. Bên cạnh đó, họ cũng đốt bất kỳ bức ảnh cũ nào mang theo những ký ức tồi tệ. Theo truyền thống lâu đời, người ta cho rằng làm như vậy sẽ giúp xua đuổi mọi vận rủi hoặc những điều tồi tệ đã xảy ra trong 12 tháng vừa qua. Cũng đốt như vậy là ở Panama. Nhưng ở đây, họ đốt ảnh người nổi tiếng. Khá kỳ lạ là như vậy. Theo truyền thống, người ta thường mang hình vẽ những người nổi tiếng đốt cháy để đón chào năm mới. Đó có thể là những nhân vật hay xuất hiện trên truyền hình hoặc các chính trị gia nổi tiếng. Họ tin rằng điều đó sẽ giúp xua đuổi tà ma, những điều xấu trong năm cũ để bắt đầu một năm mới hanh thông, suôn sẻ và không gặp bất cứ trở ngại nào. Còn ở Thụy Điển, người ta đốt hình nộm dê bằng rơm. Trong gần 50 năm qua, thị trấn nhỏ của Thụy Điển, Gävle, đã dựng lên một con dê rơm khổng lồ trước Giáng sinh. Trước ngày Giáng sinh, con dê phải được đốt cháy. Kể từ năm 1966, dê chỉ có 10 lần thoát khỏi số phận bị đốt cháy trước Giáng sinh. Lưu ý một chút, ở các nước châu Âu, dịp Giáng sinh và năm mới được nghỉ liền cùng nhau và là dịp Tết như chúng ta. Ở Chile thì lại có một cách đón năm mới nhẹ nhàng và sâu lắng hơn, đó là ra tận nghĩa trang để đón giao thừa. Các gia đình sẽ đón giao thừa tại mộ người đã khuất và sau đó cùng ngủ lại bên ngôi mộ. Phong tục đón năm mới kỳ lạ này bắt đầu hình thành từ năm 1995
khi một gia đình nhảy qua hàng rào nghĩa trang để vào đón năm mới cùng người thân quá cố. Sau này, càng nhiều người ở thành phố tan ca đến thăm mộ người chết vào đêm giao thừa và dần hình thành nên tập tục. Giờ đây, mỗi khi giao thừa đến, người dân lại tập trung tại nghĩa trang để đón Tết cùng người thân đã khuất. Chuyện trang phục cũng rất quan trọng trong ngày Tết, dù là trang phục bên trong. Như là ở Nam Mỹ, họ luôn thích mặc đồ lót sặc sỡ vào dịp năm mới. Theo truyền thống tại khu vực này, màu sắc đồ lót của bạn có thể quyết định những gì năm mới sẽ mang lại. Tại những quốc gia này, người ta quan niệm màu sắc của đồ lót sẽ giúp họ thực hiện những điều mình mong muốn trong năm sau. Những ai muốn tìm kiếm tình yêu thì sẽ mặc quần lót màu đỏ, trong khi những người hy vọng giàu có thì lại chọn màu vàng. Nếu chỉ tìm kiếm sự bình yên, đồ lót màu trắng chính là thứ các bạn nên chọn. Mặc đồ lót sặc sỡ mà ra bãi biển thì quả thực là không gì bằng. Như ở Brazil chẳng hạn, có một phong tục mang tên là nhảy bảy con sóng. Người Brazil sẽ mang trang phục màu trắng, mang theo một bó hoa để ném ra biển trong lúc nhảy sóng, với niềm tin về những điều may mắn sẽ đến trong năm mới. Ở Scotland thì người ta lại rất quan trọng việc xông đất như ở Việt Nam. Người Scotland quan niệm rằng người đầu tiên bước chân vào nhà sau giao thừa sẽ quyết định vận may trong năm mới của gia đình đó. Lựa chọn tuyệt vời nhất là trẻ em hoặc một người đàn ông cao lớn tóc đen. Trong khi đó, phụ nữ và đàn ông tóc vàng không được chào đón tại những gia đình chưa có ai ghé thăm sau giao thừa. Trang phục cho bản thân, còn nhà cửa thì sao? Ở Hy Lạp, người ta sẽ treo một củ hành tây trước cửa nhà với ngụ ý về sự tái sinh trong năm mới. Vào ngày đầu năm mới, cha mẹ đánh thức con cái bằng cách gõ nhẹ vào đầu chúng bằng hành tây. Người Philippines thì lại thường trang trí mọi nơi bằng những hình tròn, đại diện cho tiền xu, tượng trưng cho sự thịnh vượng trong năm mới. Nhiều gia đình bày trái cây trên bàn ăn, chính xác là 12 quả có hình tròn, phổ biến nhất là nho vào lúc giao thừa. Nhiều người cũng mặc áo chấm bi để cầu may. Còn với người Thổ Nhĩ Kỳ, vào lúc giao thừa, họ sẽ mở cửa trước và rắc muối lên những bờ cửa. Họ tin hành động đó sẽ mang đến sự bình yên và thịnh vượng ở nhà cũng như ở nơi làm việc. Ngày lễ Tết thì chuyện ăn uống cũng rất độc dị. Ở Tây Ban Nha, người ta đón năm mới khá là chill. Trước khi sang năm mới, người Tây Ban Nha sẽ ăn lần lượt 12 quả nho cho đến khi giao thừa. Theo quan niệm của người bản địa, mỗi quả nho đại diện cho sự may mắn trong mỗi tháng của năm mới. Tại các thành phố lớn, mọi người thường tụ tập tại các quảng trường để cùng nhau ăn nho và chờ đón năm mới. Phong tục này được cho là xuất phát từ những người nông dân ở Alicante vào năm 1909, như một cách để giảm bớt lượng nho dư thừa từ vụ thu hoạch lớn bất thường trong năm đó. Nhưng có lẽ ăn nhiều nhất trong dịp năm mới là người Estonia. Theo truyền thống, người dân ở đây cố gắng ăn 7 bữa trong ngày đầu năm mới. Họ tin rằng đó là hành động đảm bảo sự no đủ trong năm mới. Nếu một người đàn ông ăn 7 bữa trong ngày đầu năm, người ta tin rằng anh ta sẽ có sức khỏe bằng 7 người đàn ông khác trong năm mới. Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi đặc biệt, nhiều hành động kỳ lạ nhưng đã là truyền thống qua hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn năm của người dân các nước khác. Mỗi truyền thống lại có một màu sắc và ý nghĩa riêng. Hy vọng những truyền thống độc dị từ các nước trên thế giới sẽ cho chúng ta thêm những trải nghiệm thú vị trong ngày Tết âm lịch này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.